Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình đi câu các bạn ạ. Mình đi câu cái hồ này các bạn ạ. Thì đi câu cá trắng thôi. Mình đi có 3 người nha các bạn. Thằng kia đang câu kìa. Còn một thằng bên kia các bạn ạ. Thì câu nãy giờ chưa được con nào các bạn ạ. Ui, nãy giờ câu không trúng con nào các bạn ạ. Tình hình này chắc không có cá rồi. Đây nha các bạn, một con đầu tiên nha các bạn. Đúng rồi nha các bạn, mới thêm một con cá trắng. Hai con rồi nha các bạn. Đúng rồi. Lại thêm một con. Con này to hơn các bạn ạ. Ba con rồi nha các bạn. Đây nha các bạn. Thì nãy giờ câu được cũng khá nhiều rồi. Đây. Được một con rô phi nha các bạn. Thằng cu kia nó câu được con rô phi. Bây giờ chắc có lẽ nhóm lửa để nướng ăn các bạn ạ. Sáng giờ cũng chưa ăn cơm. Thì bây giờ nhóm lửa để nướng cá thôi. Đây nha các bạn, thì mình đang nướng rồi các bạn. Bây giờ cũng đói lắm rồi. Từ sáng giờ chưa ăn. Đây. Trong lúc đang nướng cá thì chờ cá chín thì anh này nó câu được mấy con nữa các bạn. Thêm 5 con này.
chín rồi nha các bạn. Đây thì mình nướng thêm nha. Đường này không đủ ăn đâu. Nướng thêm các bạn ạ. Thì cá cũng đã chín rồi các bạn ạ. Bây giờ ăn cơm thôi các bạn ạ. Đói từ nãy giờ rồi. Mời các bạn ăn cơm nhá. Món ăn rất đơn giản thôi. Vài con cá nướng, một gói mì tôm. Và muối ớt. Mời các bạn ăn cá nha. Cá khô. Thì ăn ở nhà không ngon bằng ăn chỗ này các bạn ạ. Ăn gần bờ hồ thế này thì ngon hơn, mát hơn. Bây giờ thì bọn mình ăn xong rồi nha các bạn. Bây giờ tiếp tục câu thôi. Thì câu từ nãy giờ không được con nào các bạn ạ. Chắc mình xin dừng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.